Thì theo như những gì mình đã nói ngày hôm qua, hôm nay sẽ là một tập tổng hợp. Video này chứa rất là nhiều thông tin và những sự kiện trải dài trong lịch sử của Rim S&P. Các bạn hãy cố gắng ở lại xem cho đến hết video này nha. Và sẽ không làm mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video của ngày hôm nay nào. Chương 1. Theo đuổi hòa bình. Stream mở ra với một khu vực nào đó lúc nửa đêm, trong một cơn giông bão mờ ảo. Khu vực này chỉ được thắp sáng bởi một vài ngọn đuốc. Sau đó, chúng ta thấy được một ngọn lửa chạy trong một ngôi làng nhỏ. Một số cụm từ được bật lên với hình bóng của một người trông giống như là Foolish. Anh ấy có một cây cung cường hóa trên tay của anh ấy. Những dòng chữ được hiện lên như sau: công việc dễ dàng, không có sự vô tội, một phần thưởng lớn, dễ dàng kiếm tiền, trộm cắp trong bình yên. Sau đó chúng ta nghe thấy cây cung được kéo ra và một mũi tên được bắn vào phía xa. Khi nó tiếp đất, màn hình hiển thị một ngôi làng đang bốc cháy và bao phủ trong dung nham cùng với những tiếng la hét ở phía sau. Có một người nhìn vào, người này cầm một Phật tổ trong tay, và người này chính là Foolish. Sau đó thì đồng hồ bắt đầu tích tắc và báo thức. Tiếng này có thể được nghe thấy trong khi màn hình cắt ngang qua một nhà hàng. Có lẽ nhà hàng này đang ở Las Nevadas. Lúc này thì Awesome Dude bước vào và tham gia cùng với Quackity ở một trong các bàn tại nhà hàng này. Quackity nói về món ăn ở đây khủng khiếp như thế nào. Và Sam trả lời rằng anh không biết đầu bếp ở đây. Đầu bếp đây là một dân làng, cũng chẳng biết đến từ đâu. Và Sam nói rằng anh ta không thuê anh đầu bếp này, và anh đầu bếp này chỉ xuất hiện có một ngày mà thôi. Sau đó thì Quackity đưa cho Sam một quyển sách. Họ bắt đầu nói về những ứng cử viên tiềm năng cho đất nước Las Nevadas. Sam nói rằng anh ấy nghĩ rằng họ sẽ tuyển dụng George, Sapnap và Carl. Thì đột nhiên cuộc trò chuyện bị tắt tiếng. Góc máy quay thì nhìn vào từ bên ngoài. Đến khi cuộc trò chuyện được tiếp tục lại thì Quackity nói rằng trò đùa của Sam không hề hài hước và đừng bao giờ đùa với điều đó lần nữa. Sau đó thì Quackity bảo Sam hãy đọc cái danh sách này và có nhắc tới Foolish. Sam bắt đầu bày tỏ sự nghi ngờ của anh ấy đối với Foolish. Quackity giải thích rằng mặc dù ngày nay anh ta chỉ dành thời gian để xây dựng, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng Foolish dường như là một chiến binh xuất sắc. Nhưng Sam tiếp tục rằng anh ấy đã đọc một chút về quá khứ của Foolish và Foolish không phải là người tốt. Quackity bắt đầu so sánh với bản thân mình và với Awesome Dude. Nhưng Sam nói rằng họ không làm bất cứ điều gì xấu từ đó đến giờ và mọi thứ họ làm cho tới thời điểm này đều là vì công lý. Sau một hồi cãi vã thì Sam vẫn không nghĩ việc tuyển dụng Foolish là một ý kiến hay, nhưng Quackity đã nói rằng anh ấy sẽ đi nói chuyện với lại Foolish. Sau đó thì bối cảnh thay đổi và Quackity đã tới ngôi nhà của Foolish để gặp anh ta. Quackity chào hỏi Foolish và hỏi xem anh ta dạo này như thế nào, đặc biệt là sau cái chết của anh ta tại buổi dạ tiệc đó. Về sau của buổi trò chuyện thì chúng ta biết rằng Foolish không tự coi bản thân anh ta là một phần của vương quốc Kinoko, mà là một nhà thầu thì đúng hơn. Có nghĩa là anh ấy chỉ đảm nhiệm những nhiệm vụ xây dựng. Quackity lúc này ngay lập tức giải thích về Las Nevadas với Foolish, về cái cách mà anh ta có thể xây dựng và phát triển nó. Foolish lúc này vô cùng sửng sốt và nói rằng anh ấy rất vinh dự khi được mời tham gia vào đế chế này, nhưng rất tiếc rằng anh ấy phải từ chối. Foolish nói rằng anh ấy hạnh phúc hơn khi ở trong ngôi nhà mùa hè của mình. Về cuối cùng anh ấy vẫn chúc Quackity sẽ có được một kết cục tốt đẹp. Foolish thì chỉ thích những cuộc sống đơn giản, nơi nó yên bình và chậm rãi, cho anh ấy không gian để suy nghĩ về mọi thứ. Trong khi ở Las Nevadas thì có vẻ là một nơi của sự bận rộn. Sau một hồi thuyết phục mà vẫn không được thì Quackity đã đề nghị mua ngôi nhà mùa hè của Foolish. Và Foolish không tin rằng Quackity có thể đủ tiền để mua nó. Và anh ấy bắt đầu liệt kê các khối có giá trị ở trong ngôi nhà này, bao gồm 200.000 khối cát, 1.500 khối vàng, vài trăm khối ngọc lục bảo và một số khối netherite, cuối cùng là vài trăm khối kim cương. Nhưng Quackity đưa ra đánh giá của riêng bản thân anh ta. Anh ấy nói rằng bản thân mình đã vô cùng hào phóng, nhưng ngôi nhà đó chỉ đáng giá đúng một viên kim cương mà thôi. Và Quackity bắt đầu giải thích. This is an empty shell. It looks beautiful from the outside, but on the inside, it's decaying. It reminds me of you. What? You are to be feared from the outside, but on the inside, everybody knows you were just a builder. And I was hoping at some point that you would realize this after I let you die at the Red Banquet. Foolish bị giật mình bởi sự thừa nhận này và bắt đầu tức giận với lại Quackity. Lúc này thì Quackity nói rằng tất cả những gì anh ta làm đều là vì Foolish. I did it for you. I let you die
because I wanted a better version of you. You know what? I'm gonna give you a choice, Foolish. I have no armor. I did you fucking dirty, okay? So how about this? If you're not gonna join my country, you're gonna keep wasting your life away building, then go ahead, kill me right now. You're welcome to join my country, and it would be great, because maybe then you can finally realize your worth and you can finally realize what you're capable of. Hồi sau, Quackety nói rằng anh ấy thấy chính bản thân mình trong Foolish, và anh ta học được rằng giống như anh ta, trong cuộc sống hòa bình không giải quyết được gì. Thay vào đó, chúng chẳng mang lại gì ngoài đau khổ và cái chết. Đó là hiện thực của tất cả. Quackety sau đó để ngỏ lời đề nghị của mình cho Foolish, và đồng thời cũng để lại tọa độ của Las Nevadas để cho anh ta tìm. Quackety rời khỏi ngôi nhà mùa hè với một lời cảnh báo cuối cùng, đó là đừng lãng phí cuộc sống của mình chỉ để xây dựng. Chúng ta cùng tới với lại chương thứ 2. Chương 2 bắt đầu với một số thông tin cơ bản về Slam trong Dream SMP. Nó giải thích rằng Slam đã lang thang trên các vùng đất trong nhiều thế kỷ. Chúng là những đám đông thù địch, đôi khi sinh sản trong quần xã đầm lầy và đôi khi là sâu dưới lòng đất ở trong những khu vực cụ thể. Thông tin tiếp tục cho rằng Slam hoạt đầu có vẻ không đáng kể, nhưng chúng có một hệ thống phòng thủ khiến chúng không phải là mục tiêu dễ dàng. Slam có thể thay đổi hình dạng của chúng và có thể là bất cứ thứ gì ở xung quanh bạn. Tuy nhiên, Slam chỉ có thể tiến hóa được bằng cách thích nghi gian khổ với môi trường mà chúng đang sống. Con Slam cuối cùng được phát hiện biến thành thứ khác là một cây con bạch dương ở giữa quần xã sa mạc. Vì vậy, các bạn không cần phải lo lắng về Slam xung quanh mình. Và Slam rất là hiếm. Tuy vậy, đoạn giới thiệu này cũng kết thúc bằng một câu hỏi mở. Đó là trừ khi. Sau đó cảnh chuyển sang Quackety đang ở trên mái nhà của sòng bạc ở Las Nevadas cùng với một chiếc mặt nạ. Nên anh ta sử dụng Elytra để bay khỏi mái nhà này và rơi xuống mái nhà của cửa hàng. Quackety đột nhập từ mái nhà và hạ cánh xuống nhà bếp. Anh ta bắt đầu đặt TNT và Redstone dưới sàn khi nói chuyện với lại chính bản thân mình. Anh ấy nhìn xung quanh xem những gì anh ta có thể lấy được, và Quackety bắt gặp một khối Slam nằm ở vị trí gần đầu của bức tường phía sau nhà bếp. Anh ấy tuyên bố rằng nơi này thiệt là kinh tởm và bước ra khỏi nhà hàng và đi vòng ra phía sau của tòa nhà. Anh ấy tìm thấy được Charlie Slam Cycle trong tường và Quackety bắt đầu đánh anh ta. Từ góc nhìn của Charlie, chúng ta thấy anh ta thức dậy giữa một lãnh nguyên bằng giá. Anh ấy bị mắc kẹt và không thể nào thoát ra. Quackety bắt đầu hỏi anh ta là ai, trong khi Charlie nhận ra đây là Quackety từ Las Nevadas. Charlie cố gắng giải thích rằng anh ta là con người, nhưng Quackety có vẻ không để ý lắm và cố gắng tìm hiểu những gì Charlie đã nghe thấy khi đang ở Las Nevadas. Charlie đã thừa nhận rằng anh ta đã tình cờ nghe được Quackety nói về tâm lý của con người liên quan đến chứng nghiện cờ bạc, và đồng thời cũng tiếp tục cố gắng chứng minh mình là con người bởi vì Quackety thấy được thứ gì đó trông như là Slam màu xanh ở trên tóc của anh ta. Sau một hồi tra hỏi của Quackety thì Charlie cũng đã thừa nhận rằng anh ta nghe bọn họ nói về một chàng trai màu tím, ở đây thì khá chắc đó là Purple. Và Quackety lúc này bắt đầu hoảng sợ bởi vì người này biết quá nhiều và Quackety muốn giết chết anh ta. Nhưng vì một lý do nào đó, Charlie biết nhiều bao nhiêu thì Quackety lại càng tò mò và càng bị hấp dẫn bấy nhiêu. Anh ấy hỏi về những thông tin, hỏi về bao nhiêu nơi mà anh chàng Charlie này đã đến. Charlie sau đó giải thích rằng anh ấy đã nhìn thấy Foolish và Foolish có vẻ khá là hối hận. Sau đó, Charlie tiếp tục nói rằng anh ta biết về một chàng trai màu xanh, chắc là Dream. Một chàng trai mặc áo sơ mi đỏ và có tóc màu vàng, chắc là Tommy Innit. Và một chàng trai đã chết nhưng không còn nữa, thì mình xin đoán đó là Wilbersort. Quackety lúc này hỏi rằng anh chàng thứ ba này trông như thế nào. Charlie trả lời rằng anh ấy có màu xám nhạt và đen, có khả năng là ám chỉ màu tóc hoặc là tên của anh ta. Sau đó Quackety nhận ra rằng Charlie là một tên gián điệp và có thể sử dụng anh ấy. Sau đó Quackety giải thích rằng cuộc thẩm vấn này chỉ đơn giản là một lời chào mà thôi. Để có thể bỏ qua hết tất cả mọi thứ đã xảy ra, Quackety sẽ cho anh ta một ngôi nhà tốt hơn là một cái lỗ. Anh ta cũng thuyết phục Charlie rằng Charlie thì có vẻ tin Quackety. Họ bắt đầu đi ngang qua lãnh nguyên và cảnh quay đã kết thúc. Chương 3. Một tuần trước bữa đại tiệc đỏ. Các cảnh quay của các chương trước nhanh chóng được tua lại và chương bắt đầu bằng cảnh một người nào đó đang đi xuống một con đường. Trong lúc này chúng ta có thể nghe thấy Sam và Quackety đang thảo luận về Purple. Sam nghi ngờ về sự thiếu hoạt động của Purple, cho rằng anh ta đã chết, nhưng Quackety đảm bảo với anh ta rằng Purple là một người rất tuyệt vời để có thể mời vào đất nước Las Nevadas. Sau một hồi tranh luận về việc có nên nhận Purple hay không, thì cuối cùng Quackety nói một câu rằng anh ấy có một kế hoạch, và sau đó thì màn hình chuyển sang màu đen. Cảnh chuyển sang Quackety đang nói chuyện với Sam. Anh ấy đang ở trên nóc viện bảo tàng với giọng nói của anh ta giống như đang nói chuyện qua radio.
Sam nhắc lại rằng anh ta nghĩ đây là một ý tưởng tồi và bất hợp pháp, đặc biệt là khi Sam là quản ngục. Nhưng Quackity bảo anh ta hãy bình tĩnh và để mắt tới Purple. Mặc dù là Purple đã không xuất hiện trong nhiều tháng rồi, cả hai người tiếp tục tranh cãi khi Quackity trèo lên cái UFO và Quackity bắt đầu đặt TNT bên trong cái UFO này. Quackity khẳng định rằng Purple sẽ không vào đâu, nhưng trong khi Quackity đang đặt TNT thì Purple đã đăng nhập vào máy chủ. Anh ấy đứng ở phía bên trong cái UFO và bắt đầu đe dọa giết Quackity. Anh ta lên đồ và bắt đầu tấn công Quackity, trong khi Quackity đe dọa là sẽ châm ngòi TNT. Purple đã ra đi được một thời gian, vì vậy đây là ý tưởng tốt nhất của Quackity để có thể thu hút được sự chú ý của Purple, và điều này đã hiệu quả. Sau đó Quackity yêu cầu Purple hãy bỏ vũ khí đi, và anh ấy ném đồ đánh lửa của anh ta ra như là một thỏa thuận ngừng chiến. Sau đó cả hai nói chuyện một cách hòa bình khi Quackity giải thích rằng quả trứng là một vấn đề và nó đang lan rộng ra khắp nơi. Với căng thẳng dâng cao ở khắp nơi, anh ấy đổ lỗi cho quả trứng và anh ta cần Purple, chiến binh giỏi nhất, để giúp anh ta đánh bại nó. Lúc này Quackity không biết một điều rằng Bad Boy Halo và đế chế Empire đã thuê Purple để đứng ở phía bên kia của chiến tuyến. Purple giải thích rằng Quackity không phải là người duy nhất trong máy chủ này có tiền, và anh ta đã nhận một công việc từ một người khác rồi. Quackity lúc này cung cấp cho anh ta nhiều tiền hơn, và Purple đặt câu hỏi làm thế nào mà anh ta có thể biết được rằng Quackity không nói dối anh ấy, và Quackity lấy tiền từ đâu. Lúc này thì Quackity nói dõng dạc rằng đừng bao giờ hỏi một thằng đàn ông rằng anh ta lấy tiền từ đâu. Sau đó thì Quackity bắt đầu giải thích về Las Nevadas với Purple. Anh ấy nói rằng đó là một thiên đường tiền tệ, anh ấy có thể kiếm tiền từ nó ngay bây giờ và sẽ biến nó trở thành một quốc gia thịnh vượng nhất về kinh tế từng tồn tại. Anh ta hứa sẽ trả thù lao cho Purple nếu Purple giúp đỡ, nhưng Purple vẫn không tin Quackity. Sau đó Quackity đề nghị đưa Purple đến Las Nevadas để cho anh ta xem tiền đến từ đâu. Sau đó Quackity đã đưa khiên và vũ khí của mình cho Purple như một dấu hiệu của sự tin tưởng, và cả hai đi ra khỏi cái UFO. Màn hình chuyển sang màu đen, Quackity nhìn lên mái nhà của bảo tàng và thấy Sam đã biến mất. Sau đó thì chúng ta được xem một đoạn clip về bữa dạ tiệc đỏ từ góc nhìn của Bad Boy Halo, từ khi mà Purple, Quackity và Technoblade bước vào phòng tượng chiến đấu cùng nhau và Empire bắt đầu rút lui. Cảnh chuyển sang Quackity đang đứng trên đỉnh cửa hàng hoa nhìn về phía nhà của Hana. Anh ta đi xuống tầng trệt, đặt một cái chậu và một bông hoa ở trên một trong những chiếc bàn. Quackity bổ sung bộ đồ mà Purple mặc đến bữa tiệc và cảm ơn sự giúp đỡ của Purple. Và cả hai tuyên bố chiến thắng của mình trước quả trứng. Và Purple tò mò rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quackity dừng lại một chút và nói rằng anh ấy sẽ đi nói chuyện với Sam. Với quả trứng đã bị giam giữ thì máy chủ sẽ bớt căng thẳng đi rất là nhiều rồi. Purple bắt đầu đuổi theo và đòi tiền của Quackity. Quackity nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quên và cho thấy chiếc rương ở phía xa của mái nhà với tất cả số tiền. Purple tuyên bố mọi thứ đều ổn định và cảm ơn Quackity vì công việc kinh doanh của anh ấy. Nhưng Quackity sau đó nói rằng anh ta còn một điều ngạc nhiên hơn nữa dành cho Purple, và điều đó đang đợi anh ấy trên mái nhà. Anh ta quay trở lại tầng trệt và bật một cái cần gạt khiến UFO của Purple nổ tung. Trong khi Purple nổi điên lên thì Quackity cười, giải thích rằng bây giờ di sản của Purple đã biến mất và không còn thứ gì liên quan đến anh ta. Purple bắt đầu tấn công và đe dọa giết Quackity, trong khi Quackity lập luận rằng anh ta làm điều đó cho Purple và điều đó cần phải được thực hiện. Quackity giải thích rằng Purple có hai lựa chọn. Thứ nhất, có thể giết Quackity, lấy tiền và bỏ chạy vĩnh viễn. Thứ hai là Purple có thể tham gia vào Las Nevadas. Purple lúc này vô cùng phẫn nộ, hỏi tại sao Quackity lại làm điều như vậy. Nhưng Quackity tiếp tục thuyết phục Purple tham gia vào Las Nevadas, nói rằng Purple không nên lãng phí tiềm năng của mình. Anh ấy nói rằng anh ta có thể mua một hạm đội UFO cho Purple nếu anh ta muốn. Quackity biết UFO có ý nghĩa rất lớn đối với lại Purple, và đó là lý do tại sao anh ta phá hủy nó. Bởi vì Quackity nghĩ rằng điều đó sẽ làm thay đổi suy nghĩ của Purple về mọi thứ đang diễn ra trong cái server này. Anh ấy vẫn tiếp tục cầu xin Purple tham gia cùng với anh ta, và thậm chí cung cấp cho Purple một mảnh đất ở Las Nevadas, cho phép Purple làm bất cứ điều gì mà anh ta muốn. Purple bỏ đi theo hướng của UFO, và Quackity nói rằng lời đề nghị của anh ta vẫn còn nguyên, và Purple biết nơi để tìm anh ta ở đó. Và sau đó thì Quackity quay trở lại, đi theo hướng về phía nhà cộng đồng. Chúng ta cùng tới với chương 4. Cảnh bắt đầu bằng cách tập trung vào một tòa tháp bị phá hủy một phần trong quần xã Mesa. Sau đó chúng ta thấy một ngôi nhà nhỏ, máy quay chuyển sang góc nhìn của Fendi. Anh ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ giữa rừng
và chúng ta có thể nhìn thấy được anh ta đang đi bộ quay trở lại ngôi nhà. Finn đi đặt áo giáp và các vật phẩm của mình vào một cái rương và tự độc thoại với chính bản thân anh ta rằng đây là một ngày làm việc tốt và anh ấy sẽ quen dần với điều này mà thôi. Nhưng khi Finn đi ra khỏi ngôi nhà của mình, anh ta nhận ra rằng mình đang ở trong quần xã Mesa. Anh ấy kinh hãi khi nghĩ rằng anh ấy đã để tất cả chuyện này ở lại trong quá khứ. Anh ấy quay trở lại ngôi nhà và cố gắng ngủ tiếp. Sau đó, khi anh ta ra khỏi nhà lần nữa thì tìm thấy được Quack Kitty đang ở bên ngoài cửa trước. Finn đi tỏ ra bối rối về việc bằng cách nào mà anh ấy ở đây, trong khi Quack Kitty yêu cầu Finn đi bộ một vòng với anh ấy để bắt đầu nói chuyện. Cả hai đi tới một khu đất trống với những tàn tích của The Man Bird, giống như là xe caravan, những bức tường ban đầu và những chiếc đèn lồng. Quack Kitty hỏi Finn đi làm thế nào mà anh ta biết về nơi này. Sau đó cả hai nói về những kỷ niệm khác nhau mà mỗi người từng có ở The Man Bird, chẳng hạn như cuộc bầu cử nơi cả hai đều tranh cử tổng thống, nơi họ cố giết Technoplay và làm thế nào anh ta có vết sẹo của mình. Quack Kitty nhắc Finn đi về cách anh ấy tranh cử tổng thống với Nihachu trong đảng Coconut 2020 và anh ấy nói rằng mặc dù anh ấy đã thua, điều quan trọng nhất là anh ấy đã cố gắng. Quack Kitty sau đó đưa Finn đi đến chiếc xe caravan, trong khi Finn đi vẫn bối rối về việc tất cả những thứ này ở đây như thế nào, trong khi nó đã bị nổ tung rồi cơ mà. Quack Kitty nói rằng nó luôn ở đây và mời Finn đi vào xe. Finn đi biểu lộ rằng thứ này mang lại rất là nhiều kỷ niệm và không phải tất cả đều là những kỷ niệm hạnh phúc. Tuy nhiên Quack Kitty nói lên rằng mọi thứ đều là những kỷ niệm đẹp với tất cả những kinh nghiệm và tất cả những gì họ đã làm cùng nhau. Mặc dù rằng Quack Kitty không ở đó ngay từ đầu, nhưng anh đã ở đó khi tất cả bị phá hủy một cách khủng khiếp. Điều quan trọng là nó chưa bao giờ thực sự biến mất. Cuối cùng Quack Kitty đưa Finn đi đến tháp của Erep. Anh ta nhớ lại khi The Man Bird bị phá hủy và họ không thể làm gì được. Những lời của Quack Kitty bắt đầu vang vọng bên trong tháp khi Finn đi hồi tưởng về những trận chiến mà họ đã chiến đấu. Quack Kitty giải thích với Finn đi rằng ký ức của anh ấy không quan trọng và anh ấy cũng không quan trọng. Không có gì là quan trọng và sẽ không bao giờ quan trọng, vì cát và gió sẽ cuốn đi tất cả và những điều tương tự sẽ xảy ra với Finn đi theo thời gian. Quack Kitty lặp lại với Finn đi rằng anh ấy không quan trọng. Điều mà Finn đi phải nhận ra nếu anh ấy không thay đổi mọi thứ. Quack Kitty sau đó nói rằng anh ấy có thể giúp Finn đi. Anh ấy có những kế hoạch lớn. Với tư cách là một thành viên của The Man Bird, anh ấy muốn đưa ra lời mời tham gia cùng với anh ấy. Quack Kitty nói rằng tất cả những gì Finn đi phải làm là tham gia cùng với anh ta và trở thành một con người khác. Finn đi có vẻ do dự. Quack Kitty bắt đầu đếm ngược từ 10. Sau đó Finn đi về phía Quack Kitty. Quack Kitty lại đi ngược hướng về phía Finn đi. Khi họ chạm vào nhau thì Finn đi sau đó tỉnh dậy và trở lại nhà của mình. Anh ta rời khỏi nhà của mình và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mình đã trở lại bên trong rừng. Sau đó Quack Kitty xuất hiện trước cửa nhà anh ta và chào đón anh ta, và màn hình đã chuyển sang màu đen. Chúng ta cùng tới với phần kết. Màn hình được cắt ra một đoạn clip, một buổi phát trực tiếp của Wilbur Short vào ngày 5 tháng 5, nơi anh ta tìm thấy và đọc quyển sách của Quack Kitty đã để lại tại ngôi đền hồi sinh của anh ta ở cuối tập 2. Wilbur sau đó xuất hiện ở lối vào Las Nevadas, nhìn chăm chăm vào bảng hiệu trước khi bước vào và nhìn vào các tòa nhà. Sau đó anh ta đi xuống con đường và gặp Quack Kitty, và stream được tắt và chúng ta không thể nào nghe bất kỳ một tiếng nào nữa. Và đó là kết thúc tập thứ 3 của series Đế chế cờ bạc. Và đây là tập cuối cùng cho tới hiện tại. Chúng ta đành phải chờ thời gian để những tập tiếp theo có thể hé lộ được thêm những chi tiết trong những cốt truyện mới về cái đế chế Las Nevadas này. Anh em hãy để lại những cảm nghĩ của anh em dưới phần mô tả nha. Và quên lộn, dưới phần bình luận nha. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Bye bye.